Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Sở Xây dựng thành phố vừa ban hành thông cáo báo chí liên quan đến dự án bất động sản và bến du thuyền Marina Complex. Theo đó, dự án bất động sản và bến du thuyền được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sơ đồ ranh giới tại quyết định số 6652 ngày 28 tháng 8 năm 2009, diện tích dự án hơn 175.000 m2, trong đó diện tích sử dụng đất, phần đất liền là 105.520 m2. Diện tích sử dụng đất, phần mặt nước là 69.492 m2, giao tập đoàn Vina Capital nghiên cứu dự Ranh giới phía sông của dự án theo sơ đồ ranh giới được duyệt bám theo hướng tuyến quy hoạch tuyến D kè Mân Quang, đoạn nối tiếp D kè Bạch Đạt Đông, quận Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tháng 10 năm 2008. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch lần đầu. Sau đó, tập đoàn Vina Capital đã chuyển nhượng cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng cho công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục thực hiện. Qua các lần điều chỉnh quy hoạch, trong đó lần gần đây nhất tại quyết định số 5197 ngày 15 tháng 9 năm 2017, dự được điều chỉnh quy hoạch theo hướng tốt hơn, tổng diện tích dự điều chỉnh giảm còn 117.311 m2, trong đó diện tích đất phần đất liền là 107.311 m2, diện tích phần đất mặt nước cầu tàu giảm từ 63 000